Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ứng dụng xem YouTube, chặn quảng cáo và có thể chạy nền được, rất lợi cho chúng ta khi chúng ta bật những bài nhạc và tắt màn hình điện thoại mà nó vẫn chạy. Thì phần mềm này có tên là YouTube Fan. Đây là phần mềm. Thì giao diện của nó như thế này, cũng giống như YouTube. Được cái nó ấy, nó sẽ chặn quảng cáo và có thể chạy nền. Các bạn vẫn có thể đăng nhập tài khoản, up video và xem những video clip. Thì mình ví dụ ở đây mình xem một đoạn video để cho thấy nó không bao giờ quảng cáo. Các bạn thấy gì chưa? Không hề chạy quảng cáo nhé. Và phần mềm này rất là lợi, tắt màn hình mà vẫn chạy. Chúng ta nghe nhạc rất là tiện. Thì link của phần mềm này mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Bạn nào cần thì có thể click vào link và tải xuống nhé. Nếu bạn thấy video này hay, đừng quên cho một lượt sub, một lượt like và một lượt chia sẻ. Và nhớ ấn vào chuông để đăng ký kênh của mình những video mới nhất nhé. Chào các bạn.